Rồi, chào bạn, tôi tự giới thiệu, tôi là Tùng, Nguyễn Mạnh Tùng. Ai cũng biết là admin của diễn đàn no2.com.vn. Và ai cũng biết đó là admin của diễn đàn Nguyễn Mạnh Tùng.vn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn, chia sẻ và hướng các bạn đi để sửa một con laptop đó là không nhận RAM. Vậy là như thế nào là không nhận RAM trong laptop cho cái quá trình các bạn sửa để nó đạt đến cái hiệu quả cao nhất là ok. Thì đây chúng ta sẽ đặt ra làm hai trường phái và các vấn đề khác biệt nhau như sau. Cái tài liệu này mình sửa và biên tập lại dựa theo cái ý tưởng của Minh Luận Phạm đã chia sẻ một bài viết trên YouTube hoặc trên mạng, thì cảm ơn đứa em của tôi. Thứ nhất là để sửa cái này các bạn sẽ cần những cái thứ để hỗ trợ như sau. YouTube cho tôi, gõ vào YouTube cho tôi. Các bạn cần một thứ đó là một cái loại cạc test để hỗ trợ test cho laptop. Các bạn có thể vào đây này, nó có thể là cái loại cạc màu xanh này, nó hỗ trợ cho test laptop khá ok, hoặc cái loại cạc màu đỏ này, nó sẽ cho các bạn biết được đó là có tín hiệu reset hay chưa có tín hiệu reset chăng. Vấn đề đó là các bạn sửa chữa laptop, nhưng nếu các bạn không có tool hỗ trợ để các bạn sửa chữa thì tôi vẫn có cách để hướng dẫn các bạn như sau. Thứ nhất, các bạn để ý, ý như sau, gõ cho tôi vào đây, đó là cạc wifi laptop. Các bạn để ý này, live stream cái nữa à, nó YouTube rồi. Các bạn để ý này, nếu các bạn không có cạc test thì trên cái jack mà kết nối với cạc wifi như này, thì ở chân số 22 của cạc wifi này chính là cái tín hiệu dùng để reset hệ thống trên toàn bộ các thiết bị trên bên. Cái tín hiệu này nó có một cái tên rất đơn giản mà bắt buộc thợ laptop hay thợ điện tử hay thợ PC nào đều phải nhớ, là PLTGST. Cái này của các bạn mặc định có điện áp là bằng 3,3V, vì vậy nhớ cho tôi cái này. Vậy khi sửa để các bạn phán đoán làm như nào để biết là main của các bạn không nhận RAM, thì chúng ta sẽ dựa vào một, đó là các bạn dựa vào điện áp tại chân số 22 của cạc wifi, đó là vấn đề thứ nhất. Hai, đó là các bạn dựa vào cái trạng thái cái tín hiệu reset ở trên cạc test, thì các bạn vui lòng xem lại cái video tôi hướng dẫn là dùng cạc test như nào để biết trên laptop có tín hiệu reset. Tất nhiên đây không phải là video PM bán sản phẩm, nhưng chẳng dại gì mà không PM để bán sản phẩm nhờ kênh YouTube của mình cả, chỉ có thiệt thôi. Vì vậy là tôi vẫn cứ PM đều đều. Rồi, tiếp theo các bạn dựa vào cái gì nữa? Thì các bạn sẽ dựa vào một yếu tố nữa trong quá trình sửa chữa để các bạn kết luận là có nên đi sửa cái tín hiệu nhận RAM hay không nhận RAM hay không. Thì đây chúng ta có bất kể thợ laptop nào nhìn cái này cũng quen rồi, sản phẩm này lô 2 bán. Và khi các bạn sửa laptop thì các bạn sẽ dựa vào một cái máy cấp dòng để nhìn cái cường độ dòng điện tiêu hao trên đây để các bạn đưa ra cái kết luận là đang lỗi ở khu nào. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Cái sự tiêu hao dòng điện ở đây, điện áp bên này các bạn vần về 19 bật lên thì số bên này nó chuyển động. Cái sự tiêu hao dòng điện ở đây hay là sự ăn dòng của main bar của bạn thì phụ thuộc vào cái mã main, phụ thuộc vào con CPU các bạn sử dụng. Vì vậy đến đây thì thằng nào làm nhiều thằng đó có kinh nghiệm, còn lý thuyết bị gạt bỏ tại chỗ này. Vì nếu các bạn không làm trên cái mã main này, nó chưa lên, nó đã lên hình ở cái ngưỡng dòng nó là 0.02 hoặc 0.03, nhưng ông lại cứ chờ đến 1.5, 1.6, 1.7, ông chờ đến mút bổ sung nó không không chạy, thì vì vậy là các bạn cần phải để ý cho tôi ở điểm đó. Vậy tôi lấy cái mã main nào để hướng dẫn cho các bạn? Thì lợi dụng tài liệu của Minh Nhân Phạm và bài chia sẻ của Minh Nhân Phạm, tôi sẽ lấy một cái laptop là Acer All in One, là D725, để làm ví dụ minh họa cho các bạn. Cái lỗi của chúng ta sẽ như sau, các bạn nhìn vào hình. Điện áp thiết nạp về 19V. Các bạn bấm nguồn lên, nếu không để RAM vào đây thì đồng hồ dòng của bạn sẽ ăn ở ngưỡng đó là 0.35 đến 0.4, và các bạn thấy cái trạng thái đây nó cứ dao động lên, dao động xuống. Dao động lên, dao động xuống là thể hiện cái sự đang đòi thanh RAM, cho thanh RAM vào, mày cho vào để tao còn chạy, rất đơn giản như vậy thôi. Nhưng khi các bạn cấm RAM vào đây, thì cái điện áp này nó đứng yên luôn, nó không dao động nữa. Vì vậy ngay lập tức các bạn nghĩ đến cái vấn đề đó là máy của các bạn đang lỗi RAM, đang lỗi không nhận RAM. Vậy việc đầu tiên đang lỗi không nhận RAM thì chúng ta làm gì? Tất nhiên là đơn giản như đan rổ, đi thửa một thanh RAM khác thay thử cho tôi, làm việc đó trước, rất đơn giản thôi. Việc thứ hai, hãy đè chân số 22 của cạc wifi ra, đo cho tôi xem có điện áp là 3,3V hay chưa. Không muốn đè thì mua cạc test laptop của lỗ 2, test xem cho có cái đèn reset nó nháy sáng hay chưa. Nháy sáng thì 100% là các bạn đã có xung reset. Không muốn mua, các bạn độ led
độ đèn reset thì tôi đã làm một video độ đèn reset khá chi tiết và tỉ mỉ trên kênh YouTube Nguyễn Mạnh Tùng. Các bạn chỉ cần gõ và làm theo là ok. Tiếp theo chúng ta phải cần phải những kiểm tra những cái điều gì? Thì về với vấn đề để nhận được thanh gian hay không nhận được thanh gian, nó được cấu thành bởi rất nhiều yếu tố. Nó được cấu thành bởi rất nhiều yếu tố. Tôi sẽ phân tích cho bạn chi tiết một cái main. Về nó khá dài, vì vậy là nó sẽ mất các bạn khá nhiều thời gian. Các bạn đợi một chút cho tôi. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ, khoai của chúng ta sẽ nhừ rồi, các bạn cứ yên. Các bạn đợi chút. Các bạn sẽ lấy cái này, các bạn áp dụng cho tôi sửa toàn bộ laptop PC không nhận RAM. Tất nhiên có cái sẽ phải bị được giấu, vì em tôi nhiều, học trò tôi nhiều, chia sẻ hết đập bát cơm của họ cũng không lên. Vì vậy là chắc chắn có những cái tôi sẽ giấu ở đây. Không thể bung lụa thoát xác hết được. Bung lụa thoát xác chúng nó gửi gọi điện thoại chúng nó chửi chết. Xem nào, thanh RAM trang ở số 30. Rồi đây rồi, em của chúng ta đây rồi. Vậy để cho main của bạn nhận được một thanh RAM thì chúng ta cần những cái điều kiện đơn giản như sau. Các bạn để ý chân cẳng, áp dụng cho toàn bộ quá trình sửa chữa của bất kể một cái gì. Thứ nhất này, hãy đo cho tôi chân số 75 của bạn có điện áp 1,5V. Cái này tôi đang phân tích cho bạn, đó là RAM 3. Còn cái cường độ dòng điện đó là 2,48A đây thì kệ nó, vứt nó đi và sọt rác cho nó lành. Thứ hai, đó là chân số 199 phải có điện áp là 3,3V. Thứ ba, đó là chân số 198 phải thay đổi về mức giá trị điện áp. Cái này các bạn nhớ cho tôi ở một trạng thái là không phải main nào cũng như thế. Tại sao lại như vậy? Chân số 198 là chân dùng để nhận dạng thanh RAM được đặt lên slot RAM. Có thằng thì nó thích thì nó nhận, có thằng thì nó chơi bừa thì kiểu gì nó cũng chơi. Vì vậy, khi các bạn thấy nó để một con điện trở đó là R191 và nó đánh dấu sao, hãy nhìn thật kỹ cho tôi. Nó đánh dấu sao ở đây thì tương đương với điều kiện, cái điều kiện này không cần tồn tại. Vậy cái bên này bỏ qua cái điều kiện của chân số 198. Tiếp theo, hãy nhớ thật kỹ cho tôi, đó là chân số 230, chân số 204, chân số 1 và chân số 126 phải có điện áp là 0,75V. Thiếu đâu thì sâu đó, thiếu đâu thì câu đó. Đến đây nó sẽ liên quan khá nhiều đến kỹ thuật. Vì vậy là nếu người ngoài xem không hiểu thì vui lòng là chuyển máy cho thợ lân cận. Tiếp theo, các bạn phải có điện áp ở hai chân số 202 và chân số 200 mặc định có điện áp, đó là 3,3V. Một yếu tố tối quan trọng nữa, đó là các bạn phải có điện áp ở chân số 30 có điện áp bằng 1,5V. Ở chân này các bạn cần nhớ cho tôi như sau. Đây là tín hiệu dùng để reset cho thanh RAM mở động. Mà khi cứ nghĩ đến cái tín hiệu reset thì các bạn cần phải để ý. Tín hiệu reset là tín hiệu phải thay đổi về mặt giá trị điện áp. Nó mới được gọi là tín hiệu reset. Có nghĩa là đang ở cao lao xuống thấp, ở thấp lao lên cao. Đó là tín hiệu reset, các bạn nhớ cho tôi. Nhưng với main PC và main laptop, các bạn nhớ cho tôi như này, tránh tình trạng là đánh bừa mà kéo bậy. Đó là như nào? Đến đây thì thằng nào làm nhiều thằng đấy hiểu. Rất đơn giản như này, tại sao tôi cứ nói vậy? Đến đây thằng nào làm nhiều thằng đấy hiểu, thằng nào làm nhiều thằng đấy là thợ già. Còn những người làm ít mà đi theo nguyên hình lý thuyết thì có chết sặc tiết rồi. Ở đây có nghĩa là như nào? Ở đây có nghĩa là chân số 30 sẽ tồn tại hai cái mức điện áp. Các bạn nhớ cho tôi, nó tồn tại hai cái mức điện áp. Có thể cái main này sẽ reset ở cái trạng thái đó là 1,5V. Vậy với cái main này bắt buộc phải có 1,5V nó mới chạy. Thăng thăng, các bạn để ý, có rất nhiều người có hiểu thăng thăng là cái gì rồi. Phải có điện áp 1,5V thì nó mới chạy. Nhưng có những main phải có điện áp là 0V thì nó mới chạy. Vì vậy đến chỗ này hãy, ví dụ ở main này các bạn nhìn thấy đó là thăng thăng, thì tương đương với cái điều kiện đó là main này phải có điện áp là 3,3V. Sang thằng khác thăng thăng phải có 3,3. Còn với không có ký hiệu gì thì hãy vui rằng là sửa thật nhiều và lấy trải nghiệm để đo đạc xem điện áp ở chân số 30 là bao nhiêu. Với cái bài chia sẻ của Minh Luận Phạm thì Minh Luận Phạm nói đó là điện áp ở chân số 30 của các bạn bị mất áp. Mất áp chân này thì thanh RAM đang đứng vào sạch xuất phát, nhưng không có thằng trọng tài bóp cò, nó cứ đứng nghị đấy cả ngày nó không chạy. Vì vậy chúng ta phải đi sửa cho nó. Muốn sửa cho lock áp thì việc đầu tiên các bạn phải có một cái tín hiệu, nó có tên như này. Tôi đã đánh rồi, đánh lại các bạn lần nữa, nó là PLTGST. Tín hiệu dùng để reset hệ thống cho toàn bộ các thiết bị trên main hoạt động. Tôi sẽ bỏ qua rất nhiều bước vì nó sẽ rất tốn rất nhiều thời gian của bạn. Tiếp theo các bạn cần có một cái tín hiệu nữa. Các bạn để ý sau vào cái hình này. Tôi lấy lại hình của Minh Luận Phạm và tôi biên tập lại video. Các bạn nhìn hình nhá.
Đó, đây này, khi các bạn đếm chân chẵn lẻ thì ở đây đã ghi rất rõ, đó là tín hiệu reset RAM. DRAM reset của các bạn ở pin 30 có điện áp là 1,5V, nhưng đừng cố áp đặt mình vào trạng thái 1,5, rất nhiều main sẽ ở trạng thái là 0V, nó mới chạy, nhớ tới đôi điểm đó. Tiếp theo, vậy khi nào nó sinh ra cái điện áp 1,5V ở đây? Chúng ta bàn trên cái bên này trước và tôi sẽ làm video bàn ở bên khác sau. Chỉ khi nào có điện áp 1,5 này các bạn cấu thành bởi những điều kiện có tín hiệu reset hệ thống PLT GST, có tín hiệu CPU hoạt động, có nghĩa là CPU được cấp nguồn, tín hiệu HW Power Good, HW Power Good, và tín hiệu, một tín hiệu nữa tối quan trọng để hình thành nên cái tín hiệu này, đó là tín hiệu là DRAM. Ok, nó tượng trưng cho cái gì? Nó tượng trưng báo cho CPU biết là nguồn RAM đã tốt và CPU ơi mày bóp cò đi để cho thanh RAM nó chạy. Thì đây các bạn nhìn thấy đây, đây là một cái hình nữa và chúng ta sẽ gõ vào sơ đồ. Ở đây chúng ta có một cái hình, các bạn để ý này, cái tín hiệu DRAM reset sẽ ở trạng thái là 1,5V, định thiên ở cái nguồn 1,5V sút, linh kiện bỏ qua. Các bạn nhìn này, R350 đánh dấu sao này thì có thể là không có chân mạch, thì tương đương với điều kiện là chipset tự ẩn cái chân này lên cái điện áp là 1,5V. Cái điện áp này chỉ có khi các bạn có cái tín hiệu, để tôi zoom to lên cho các bạn. Cái điện áp này chỉ có khi các bạn có tín hiệu là DRAM OK. Tín hiệu chỉ có khi các bạn có tín hiệu là DRAM OK. Các bạn nhìn vào đây thì DRAM OK được lấy qua ra từ chân số 4. Lấy ra từ chân số 4 của IC mạch N hay là mạch và có định nghĩa thô sơ đó là N chỉ đúng khi tất cả đều đúng. Đây là một cái mạch nhân. Thì muốn chân số 4 ở mức cao thì các bạn bắt buộc cần có hai trạng thái, đó là chân số 1 và chân số 5 của U7 của các bạn phải ở mức cao. Các bạn học laptop rồi thì học laptop cực kỳ dễ, các bạn chỉ cần nhớ cho tôi S5 shut on main on run on thì gần như các bạn không cần nhớ điều kiện nguồn nghẽo gì trong laptop. Cái này tôi đã giảng rất kỹ rồi. Tiếp theo, chúng ta cần một điện áp nữa ở chân số 2 có tên đó là HW Power Good gạch 1,05V, báo về đây. Nếu chân số 2 hoặc chân số 1 bất kể một chân nào mất thì chân số 4 có điện áp bằng 0V. Nếu chân số 2 và chân số 1 có điện áp bằng 3,3V thì chân số 4 sẽ có điện áp bằng 3,3V. Và đi qua cầu phân áp, ở đây chúng ta được một cái điện áp là tầm 1,05V. Vậy khi đo thì đây cái hình này đã viết rất rõ các bạn, đó là mất điện áp 3,3V tại chân số 2 ở chỗ này. Thì các bạn sẽ sửa như nào? Đến đây các bạn sẽ sửa như nào? Đến đây các bạn sẽ làm một bài toán rất đơn giản như sau. Gõ vào sơ đồ cho tôi. Đây là sơ đồ. Gõ HW Power Good. Cái quá trình sửa laptop đó là ăn copy paste là giải quyết xong vấn đề. Đó các bạn này, HW Power Good copy tín hiệu này, bôi đen copy. Ở đây nó không cho bôi đen thì chúng ta gõ. Đó, sau đó các bạn lách Electrolux, hãng phin Electrolux hân hạnh tài trợ chương trình này. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn rất chi tiết. Các bạn thấy ở đây nó hình thành nên một mạch có tên là HW Power Good. Cái mạch này chúng ta bỏ qua. Thì đây nó mất cái điện áp đó là HW 1,5V. Thì cái tín hiệu này nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên cho các bạn đó là nguồn RAM của các bạn đã tốt. Thì các bạn lách đi một cái nữa. Rồi, nó đã về một con IC, nó có tên đó là GT8207 trong cái quá trình sửa chữa. Ở đây nó là GT8207. Khái niệm về cái tín hiệu good này được định nghĩa như sau. Good chỉ đúng khi điện áp được sinh ra và good có áp. Các bạn nhớ cho tôi, có nghĩa là phải thu được điện áp 1,5V ở cuộn dây PL8 và thu được điện áp 3,3V ở cái chân số 13 của IC thì lúc này good mới đúng. Good mới đúng, rất đơn giản thôi. Thì lúc này good mới đúng. Vậy nếu mà mất điện áp ở cuộn dây PL18 mà chân số 13 có áp không có giá trị gì cả. Các bạn nhớ cho tôi, vì RAM không được cấp nguồn thì RAM không chạy. Vậy điện áp ở chân số 13 này được cấu tạo và tạo ra như thế nào? Thì chúng ta bắt buộc phải làm một bài toán nữa để chúng ta tiến hành sửa chữa. Đến đây thì các bạn có thể sửa được luôn rồi. Nó rất đơn giản như này thôi. Các bạn đo thấy điện áp ở cuộn dây PL18 có điện áp là 1,5V. Các bạn đo chân số 13 có điện áp là 0V. Các bạn kiểm tra cái điện trở, đó là RPD29 của các bạn, đó là 100K gạch F.
thì tương đương với điều kiện đó là các bạn thay con điện trở không ôm vào đây là ok. Trong cái quá trình các bạn đặt sơ đồ nhìn thấy đó là 100k cạnh ép hay là có chiếc ép đằng sau thì những điện trở này các bạn thay bằng điện trở không ôm thoải mái, không sao cả. Thì lúc này các bạn muốn hiểu được là làm sao có điện áp ở chân rồi ba thì các bạn làm như sau, nhưng không cần hiểu thì đến lúc này các bạn thay IC thì ngay lập tức main của bạn sẽ vớt cái cường độ dòng điện ở cái máy cấp dòng này, ở cái máy cấp dòng cao hơn và nó lên hình. Vậy lỗi ở cái mạch này đó là chết IC RT8207 dẫn đến tình trạng chết IC RT8207 dẫn đến tình trạng đó là các bạn không nhận RAM ở trên main. Nhưng khi các bạn thay IC vào xin lỗi các bạn, nhưng đến lúc này các bạn có thể đo để xem IC này chết hay sống nhờ một khái niệm mà tôi đã nói ra giả cổ rồi, đó là trở kháng của chân số 13 so với mát. Nguồn 33,3V sẽ có trở kháng tầm 0.4. Nếu trở kháng ở đây giảm thì tương đương với điều kiện các bạn bắt buộc phải thay IC cho quá trình sửa chữa. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn và chỉ cho các bạn cách mà các bạn không cần thay thế IC mà các bạn vẫn sửa được cái main này. Nhưng bây giờ chúng ta bàn đến sâu hơn một chút, đó là làm sao chân số 13 này có điện áp bài 3V. Ở đây chân số 13 có khái niệm đó là giữ lại điện áp vì các bạn đang cấp nguồn bài 3V qua một con điện trở có giá trị là 100k. Vì vậy chân số 13 có trạng thái đó là giữ lại điện áp đây chứ không phải là sinh ra điện áp. Vậy khi nào chân số 13 tồn tại cái điện áp bài 3V đây thì các bạn phải nhìn vào cái data sheet của IC. Cái này rất đơn giản, gõ đó là RT8207 vào Google và paste. Các bạn nhìn này, tôi sẽ vẽ cho các bạn xem. Hãy để những ý những nét vẽ của tôi. Đó, nhìn thấy chưa? Đó, sang bên này. Vậy chân số 13 tồn tại giữ lại điện áp 3,3V đây khi và chỉ khi MOSFET ngược, các bạn nhìn thấy chưa? Mũi tên hướng vào MOSFET ngược ở trong IC nguồn RAM RT8207 phải không hoạt động. MOSFET không hoạt động khi và chỉ khi đó là có chân G bằng điện áp chân S. MOSFET không hoạt động khi và chỉ khi có điện áp chân G bằng điện áp chân S. Mà điện áp chân G muốn bằng chân S thì điện áp chân G bằng 0, tương đương cơ điều kiện các bạn lại có một mạch N nữa ở đây không được phép hoạt động. Các bạn biết rồi, cái mạch này tôi đã lấy Đàm Vinh Hưng và Cái Sinh ra để so sánh cho các bạn rồi. Vậy điện áp ra tại cái mạch này bằng 0 khi mà chỉ khi, điện áp ra tại cái mạch này bằng 0 khi và chỉ khi đó là cái điện áp ở chân âm này nhỏ hơn cái điện áp chân dương. Chân dương bằng 90% VZ. Vậy bây giờ các bạn đi tìm cái điện áp VZ này bằng bao nhiêu. Các bạn nhìn này, nó ghi rất rõ các bạn rồi, VZ sẽ bằng 0,375. Còn cái chân này là chân nào? Chân feedback nó là chân nào? Bây giờ chúng ta tìm thấy chân VZ ở chỗ này là 0,90%, là 0,375. Thì các bạn làm tròn đó là 0,375. Ở trên này các bạn phải có điện áp lớn hơn 0.375 thì lúc này các bạn mới có điện áp 3,3V tại chân power good. Vậy bây giờ các bạn cần tìm đó là chân FB này, nó là chân nào? FB luôn luôn là đường feedback lấy về từ cuộn dây. Các bạn để ý nhìn đây này. Đó, cái sơ đồ này nó không vẽ được. Nhìn con chuột của mình nhá. FB luôn luôn là đường feedback lấy về từ cuộn dây. Đó, vậy FB sẽ là chân số 8. Nếu các bạn đo điện áp ở chân số 8 lớn hơn cái trạng thái là 0.35V thì bắt buộc nếu IC sống chân số 13 phải có điện áp là 3,3V. Chân số 8 có điện áp bằng bao nhiêu? Các bạn nhìn này. Chân số 8 điện áp đây là 1,5 đi qua cầu phân áp này. Đó, cầu phân áp 50-50. Xin lỗi các bạn, đó là chân số 9. Chân số 9 của bạn tồn tại hai cái mức điện áp đó là 5V S5 đưa vào hoặc là lấy điện áp từ 1,5V đi về qua cầu phân áp. Rồi các bạn đợi nhìn kỹ này. Ở đây xin lỗi bạn, nó vẫn là chân số 8. Chân số 8 và chân số 9 đều là chân feedback đi về. Thế đây các bạn để ý này, chân số 8 nó sẽ chi phối cái sự hoạt động của cái chân số 13. Các bạn nhìn vào cái lược đồ khối của IC này. Nhìn vào đây các bạn sẽ thấy ở đây người ta gọi là khái niệm tự động sinh áp. Đây này, ví dụ chân số 9 được kết nối với cái tín hiệu là VDDP DDR2. Thì ở đây người ta gọi là khái niệm tự động sinh áp khi ghim với trở. Ở đây chân số 9 được chân số 8 được ghim với cái điện trở đó là PR32 và PR31 có cùng giá trị 10k. Thì tương đương với điều kiện
thì tương đương với điều kiện các bạn sẽ có điện áp tự sinh ra ở chân số 8 là 1,5V và nó đi qua cái cầu phân áp này, các bạn sẽ thu được cái điện áp ở chân số 9 đó là 0,75V. Dùng để so sánh với chân số dùng để so sánh với chân số 5 để giữ lại điện áp ở chân số 13. Vì vậy, nếu các bạn đo được điện áp 1,5V ở chân số 8 và 0,75V ở chân số 9 và 0,3575V ở chân số 5 mà các bạn không có điện áp ở chân số 13 thì các bạn tiến hành đó là thay thế IC, main của bạn sẽ chạy bình thường. Nhưng nếu các bạn không muốn mua IC của lô 2 thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách khác để sửa. Các bạn lách đi này. Lách cái tín hiệu này cho tôi. Em ở đây rồi. Các bạn nhìn này. Ở đây các bạn có cái điều kiện đó là shut on và HW power good của các bạn có điện áp là 3,3V thì chân số 4 cũng có điện áp là 3,3V. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể vứt bỏ ICU7 câu từ chân số 5 sang chân số 4. Giải quyết xong vấn đề cấp nguồn 3,3V đây, chuyển đổi thành tín hiệu là DPWROK, báo về chipset để chipset đưa ra lệnh reset RAM và main của các bạn sẽ nhận RAM bình thường. Còn ở trên hình, các bạn nhìn trên hình này. Trên hình này vị trí linh kiện để các bạn câu này. Ở đây Minh Luận Phạm đã chú thích rất rõ ràng rồi. Đó, nhìn thấy chưa? Câu một sợi dây đồng sang, viết từ chân số mấy sang chân số mấy đây. Minh Luận Phạm nói luôn đó là câu sợi dây đồng từ chân số 1 lệnh xuất on qua DRAM bao ok. Và bắt buộc phải bỏ U7 đi do chân số 2 của U7 ở mức thấp lên chân số 4 luôn luôn ở mức thấp. Do đó câu kéo thế nào đi nữa thì cũng phải bỏ U7 đi. Vì vậy các bạn sẽ tồn tại cách câu đó là câu từ 1 sang 4 hoặc câu từ 5 sang 4 đều chạy, nhưng phải vứt bỏ U7 này đi là các bạn sẽ giải quyết xong vấn đề. Vậy các bạn có những cái lý thuyết trong quá trình các bạn sửa chữa để nhận một thanh RAM như sau. Tôi thì nhắc lại cái lỗi ở cái bệnh này, đó là hãy nhớ cho tôi cái tín hiệu DRAM reset sẽ tồn tại ở hai mức điện áp đó là 0V và 1,5V. Và hãy nhớ cho tôi muốn có tín hiệu này phải có cái tín hiệu đó là DRAM OK. Và muốn có DRAM OK phải có đầy đủ hai tín hiệu đó là shut on và 1,5V tốt của nguồn RAM. Lỗi thì vứt bỏ câu dây chứ không cần nhất thiết đó là phải thay thế IC nguồn RAM, mất công làm gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kỹ thuật này. Chúc các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống.